Vì sao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chọn ngày 25 tháng 7 là ngày thế giới phòng chống đuối nước? Vì trong thập kỷ vừa qua, trên toàn cầu đã có hơn 2,5 triệu người tử vong do đuối nước. Còn tại Việt Nam, mặc dù sau 5 năm, mỗi năm đã giảm 100 trẻ em bị tử vong do đuối nước, nhưng tai nạn đuối nước vẫn là một nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Đuối nước có thể xảy đến với bất kỳ trẻ em nào, nhưng lại hoàn toàn có thể phòng chống được nếu chúng ta thực hiện ngay các hành động sau. Hướng dẫn trẻ em học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Gia đình và nhà trường thường xuyên hướng dẫn, giáo dục trẻ em về các nguy cơ đuối nước và cách phòng chống. Tất cả giếng nước, bể nước, các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn. Có biển báo, rào chắn, người cảnh giới tại các khu vực có nguy cơ đuối nước, mặc áo phao cho trẻ em khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy. Luôn giám sát trẻ nhỏ, luôn luôn kiểm tra và đảm bảo môi trường an toàn để phòng chống đuối nước trẻ em. Hàng nghìn sinh mạng của trẻ em được cứu sống nếu mỗi chúng ta hành động ngay.